Trọng kính Đức Cha Gioan, Giám mục Chính tòa, Giáo phận Xuân Lộc. Trọng kính Đức Cha Cố Đa Minh. Trọng kính Đức Cha Cố Du Xe. Từ xưa đến nay ít người gọi Ngài là Đức Cha Cố, nhưng mà hôm nay thì phải gọi, là bởi vì Ngài đã đặt tay phong chức cho Đức Cha Gioan, rồi Đức Cha Gioan hôm nay lại đặt tay cho Đức Cha Phụ Tá, cho nên chúng con xin được gọi Đức Cha Cố Du Xe Đinh Đức Đạo. Kính thưa Đức ông Vinh Sơn, kính thưa quý cha, quý tu sĩ chúng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Xuân Lộc. Với thánh lễ chuyển chức giám mục phụ tá hôm nay, chúng con chúc mừng giáo phận Xuân Lộc đã đi vào một trong hai giáo phận có nhiều giám mục nhất, ngang hàng với Tổng Giáo phận Huế. Ở ngoài Bắc thì có làng Tam Tổng, nhưng Tổng Giáo phận Huế thì có tới Tứ Tổng. Nhưng Đức Tổng Thể thì nay cũng đã yếu, còn Xuân Lộc, cả bốn đức cha đều còn đang mạnh khỏe và hăng say với sư vụ. Đức Cha Cố Đa Minh dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn nhiều nhiệt huyết để thổi lửa cho công trình Đức Mẹ Núi Cúi. Mỗi lần nói tới Đức Mẹ Núi Cúi thì Ngài như trẻ lại, như còn thời còn trẻ. Đức Cha Cố Du Xe với hồn tông đồ nóng cháy vẫn còn say mê với công cuộc đào tạo nhân sự, linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Xuân Lộc là một trong giáo phận lớn nhất Việt Nam. Với các tín hữu như Đức Tổng Linh đã chia sẻ trong bài giảng, lên tới hơn 1 triệu tín hữu công giáo hiện diện trong 277 giáo xứ, trong một địa bàn có tới 4 triệu dân, chưa kể rất đông anh chị em di dân từ các nơi đến sinh sống và làm việc. Người ta bảo ở Xuân Lộc cái gì cũng to, cái gì cũng lớn và đông đảo nhất nước. Đúng thật như thế. Hàng linh mục có tới 545 linh mục giáo phận, 226 linh mục dòng, 10.000 nam nữ tu sĩ dòng giáo hoàng, 19.325 nam nữ tu sĩ dòng giáo phận, tổng cộng là 30.000 nam nữ tu sĩ, cộng thêm với 71.256 giáo ly viên. Quả thực là vĩ đại. Đông đảo như thế, cộng với lòng đạo đức của các giáo xứ truyền thống, làm sao mà có thể phục vụ được nếu không có thêm nhân sự. Hôm nay chúng con đặc biệt chúc mừng Đức Cha Gioan. Ngài Đức Cha Gioan thụ phong giáo mục thì Đức Tổng Linh lúc bây giờ là chủ tịch đã gọi Đức Cha là một giáo mục chân dài và là võ sĩ thứ thiệt. Nhưng dù chân dài đến đâu và đai đen taekwondo siêu đẳng đến mấy, cũng không thể nào đáp ứng được các sinh hoạt vừa nhiều vừa lớn của dân Chúa tại giáo phận Xuân Lộc này. Khi Đức Cha làm giáo mục thì Đức Cha đã có một cây gậy gỗ, cây gậy kim loại. Hôm nay Chúa đã cho Đức Cha thêm Đức Cha Phụ Tá là một cây gậy sống động, đầy thần khí để giúp Đức Cha thi hành sứ vụ mục tử tốt đẹp hơn. Như lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói, bốn đức cha của giáo phận Xuân Lộc này sẽ thay phiên nhau hiệp hành với đoàn dân Chúa, có lúc đi trước, có lúc đi giữa và có lúc đi sau. Như vậy dân Chúa tại Xuân Lộc sẽ luôn luôn an tâm vì có các mục tử dẫn dắt trong đời sống đức tin để vững bước tiến lên trong cuộc lữ hành hy vọng như chủ đề của năm thánh 2025. Chúng con xin cùng với giáo phận tạ ơn Chúa, chúc mừng quý đức cha và toàn thể giáo phận Xuân Lộc. Bây giờ mới tới phần chúc mừng đức cha mới ạ. Chúng con xin chúc mừng Đức Cha Đa Minh, tân giám mục phụ tá, ngày hôm nay được tuyển chọn vào hàng ngũ những người kế vị các tông đồ để cùng với các đức cha, nhất là Đức Cha Gioan,
rào khắp ruộng đồng và đồi núi của tỉnh Đồng Nai. Để làm giám mục tại Xuân Lộc này, không ai nói ra, nhưng hình như mọi người đều nghĩ rằng theo khuôn mẫu của quý đức cha đi trước, đức cha Đa Minh, đức cha Giuse, đức cha Gioan, thì cái hình mẫu ở đây hình như ứng viên phải là một người có đôi chân dài, vừa có thân hình mỏng mảnh lại vừa phải có trán cao ít tóc. Đức cha đã đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn ấy. Đức cha có đôi chân dài để đi xa, đi nhiều, đi đến với tất cả mọi người, mọi thành phần dân Chúa khắp nơi trong giáo phận. Đức cha có thân hình mỏng mảnh để nhẹ nhàng thanh thoát, bước kịp sự biến đổi quá nhanh của xã hội. Đức cha cũng có trán cao để nhìn xa trông rộng, dẫn đường cho đoàn chiên giữa một thế giới muôn vạn nẻo đường như một mê lộ. Trong những ngày này tại Roma, các giáo mục và các đại biểu của mọi thành phần dân Chúa đang cùng với Đức Thánh Cha Francisco cử hành Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 16. Biết bao nhiêu những thách đố, những khó khăn, vấn đề đang đặt ra cho sứ vụ của Hội Thánh trong một thế giới biến đổi quá nhanh về mọi phương diện, trong bối cảnh của nền văn hóa mà người ta gọi là hậu hiện đại, với sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau. Sứ vụ của các giáo mục ngày nay quả là khó khăn, phức tạp. Đức Hồng Y Mark Wendlandt, trước đây là Bộ trưởng Bộ Giáo mục, cho biết khoảng 30% các linh mục khi được hỏi đã từ chối, không muốn nhận đề cử để nhận trách vụ giáo mục, tức là 1/3. Trong vòng 10 năm nay, tỷ lệ này đã tăng lên. Ngay tại Việt Nam cũng đã có những linh mục từ chối trách vụ này. Cho nên hôm nay Hội Thánh Việt Nam, cách riêng giáo phận Xuân Lộc, cảm ơn Đức Cha đã chấp nhận sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco. Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị cho Đức Cha một vốn liếng cao quý về thần học luân lý và về việc đào tạo cũng như chữa trị trong đời sống của các tín hữu, các riêng của các linh mục. Sứ vụ của Đức Cha cũng còn được bảo đảm và nâng đỡ nhờ truyền thống hiệp thông sâu xa giữa các linh mục, tu sĩ, giáo dân như đã được chứng tỏ qua lịch sử 60 năm của giáo phận Xuân Lộc. Chính truyền thống hiệp thông này đã là di sản quý báu giúp cho giáo phận Xuân Lộc thực hiện được những điều lớn lao. Chúng tôi tin chắc rằng cùng với quý Đức Cha, quý linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, Đức Cha sẽ kiến tạo thành công mô hình Hội Thánh hiệp hành để ý Chúa nên chọn như khẩu hiệu giám mục của Đức Cha. Xin chúc mừng Đức Cha.